Theo những người dân kể lại, lúc sự việc xảy ra, người dân chỉ kịp chạy ra ngoài thoát thân, không kịp sơ tán tài sản. Chỉ trong vòng 5 phút, 7 căn nhà đã bị nước cuốn trôi hoàn toàn. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cho biết ngay trong đêm qua, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã cùng lực lượng dân phòng, công an xã có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân di tản đồ đạc còn sót lại. Sáng nay huyện đã cử đoàn xuống khảo sát hỗ trợ ban đầu cho các gia đình thiệt hại. Theo người dân tại đây, từ trước đến nay khu vực này chưa bao giờ xảy ra sạt lở. Hơn 3 tháng trước, chính quyền địa phương đã cho đắp bờ kè đá, xen lẫn cừ tràm. Tuy nhiên, sạt lở đã cuốn đoạn bờ kè đá dài 50 mét trôi xuống sông.